Đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao quy đầu cho một bạn là hẹp bao quy đầu độ 1, 2, 3 của bạn. Đây các bạn, đây là kết quả đây. Đây, các bạn thấy là trông rất là tự nhiên nhé. Đấy, thế còn các bạn sẽ để ý kỹ cái vết khâu của bác sĩ nhé. Đấy, như thế là mình chưa làm gì. Đấy, các bạn thấy không? Đây là phía dưới này. Đấy, cái niêm mạc của bạn còn rất là ít. Đấy, giữ tối đa cho bạn được một tí này thôi các bạn. Đẹp thật. Xin chào các bác sĩ sắp kết thúc đây. Hôm nay mình sẽ phẫu thuật cắt bao đầu cho một nam 23 tuổi bạn ấy hẹp bao đầu độ 1, hẹp rất là nặng. Nhưng rất là may là bạn ấy trông vẫn rất là mềm mại. Cái da nó vẫn bình thường các bạn. Hầu hết là hẹp. Trường hợp hẹp như thế này thì chúng ta cũng phải chỉ có cắt bao đầu thôi các bạn nhé. Thế thì mình sẽ cắt một phương pháp mà nó tốt nhất cho bạn ấy. Của bạn nói chung là nó cũng vẫn giống như trường hợp bình thường. Da như nào bên trong vẫn bình thường các bạn. Đấy. Còn những cái trường hợp như này mà hẹp, như này mà đã quan hệ rồi ấy, thì nó tiên lượng sẽ khác. Bên trong bây giờ nó bị viêm nó dính lại. Trọng nhất là mình phải có cái niềm yêu thích, mình học cố gắng rồi, quyết tâm và mình bác sĩ dục.